Mẹ ơi, chiều nay nhận tin con. Mẹ hãy yên lòng, đừng lo nhiều mẹ nhé. Đây là lá thư cuối cùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, chiến sĩ thuộc đại đội 11, tiểu đoàn 9, trung đoàn 149, sư đoàn 356 gửi về cho gia đình. Trên phong bì còn ghi rõ nét chữ của anh: con Nguyễn Văn Thịnh, hòm thư 2A8213 Hoàng Liên Sơn, gửi bố Nguyễn Văn A, số nhà 18 phố Đồng Nhân, khu Hai Bà, Hà Nội. Lá thư được viết vào đầu xuân năm 1985, khi mặt trận Vị Xuyên vẫn còn đang nóng bỏng và ác liệt. Cứ lá thư cuối cùng chỉ có vài chữ thôi. Nó viết cứ nguệch nguệch quạc quạc, cái xấu lắm, nhìn mãi chả ra chữ. Chỉ có nói là mẹ ơi, con chỉ còn có mấy quả cà chua đấy, mấy đứa chúng con chả ăn được, thôi nhất. Thế mà con cứ về trên chốt thì con không thể xuống được, mà nó câu pháo rác lắm. Mẹ đừng có phần con bánh chưng nhá, nó hay ăn bánh chưng mà. Mẹ đừng có phần con bánh chưng nhá, con không về được đâu. Đáng lý ra thì đơn vị của chú là cũng chuẩn bị rút, nhưng mà cái đơn vị mới lên thay thì chưa lên, mà em còn phải đợi một thời gian nữa. Cái thời gian ở lại chốt ấy thì đồng đội họ về báo tin là không may cái trận đấy bị cái trận pháo kích. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh đã hy sinh ngày 8 tháng 3 năm 1985 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Anh cùng đồng đội đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ từng tấc đất, từng vùng trời biên cương của Tổ quốc. Tôi cứ nói nó lắm, cái thằng này nó tình cảm lắm. Trước khi ở nhà thì buổi tối mấy thì bảo thôi con nằm dưới chân mẹ nhá. Mấy mẹ con ngồi chơi, cứ uống nước mà thôi mai con ra đi thì tất cả nhà vui vẻ để cho con đi, con làm tròn nhiệm vụ. Từ khi nhập ngũ, chưa một lần được về thăm nhà. Bức thư cuối cùng anh viết đã trở về với gia đình, nhưng anh đã mãi mãi nằm lại mảnh đất Hà Giang ác liệt năm xưa. Để hôm nay mẹ cùng đồng đội lên gặp anh sau hơn 30 năm xa cách. Mẹ ơi, chiều nay nhận tin con. Mẹ hãy yên lòng, đừng lo nhiều mẹ nhé. Chiều nay trận đánh vừa qua xong, con ghi vội đôi dòng về thăm mẹ. Mẹ ơi, âm nồng khói đất chiến hào, thư về với mẹ thấm máu đào bạn con vừa hy sinh. Đất nước trong lòng, thư về với mẹ, non sông sạch bóng thù, con sẽ về mẹ ơi. Mẹ ơi, chiều nay nhận tin con. Mẹ hãy yên lòng, đừng lo nhiều mẹ nhé. Chiều nay trận đánh vừa qua xong, con ghi vội đôi dòng về thăm mẹ.
mẹ ơi. Thư về với mẹ, con đượm nồng khói đất chiến hào. Thư về với mẹ, thấm máu đào bạn con vừa hy sinh. Thư về với mẹ, lời nguyện thề vì đất nước trong lòng. Thư về với mẹ, non sông sạch bóng thù, con sẽ về mẹ. Tổ quốc và quê hương, con đã hiểu thiêng liêng từng tấc đất. Hà Giang cuộc chiến giành lại biên cương, con xin vẹn nghĩa tình